Cái thời sinh viên nông nổi á, đi làm ở cái phòng khám đầu em làm thì nó không có lành, nó tự nhiên nó sưng nhất, xong rồi lấy cái sổ đó ra làm lại cái sổ mới cho em. Như vậy là 3 lần mổ rồi đó. 3 lần mà lần nào cũng chỗ này xấu. Sau khi mình làm về thì mình thấy cái mũi sao? Nó vẫn hỏng nhưng mà nó hơi to ở đây thôi, có cái cục này thôi. Cái sau dần dần thấy nó lệch. Nó lộ đầu thì thấy nó bóng từ lúc nào? Em cũng không nhớ gì đâu. Giờ em không hài lòng của mũi chỗ nào? Nó bị vẹo nè. Rồi. Bóng này, cái đầu này nó hết to lắm. Nó xấu nè. Dạ, lộ nè. Về cái mũi em á thì có 5 cái khuyết điểm. Một là cái mũi bị vẹo, bị xéo. Hai là bị lộ. Nó lộ, đúng không? À, ba là cái đầu nhích lên. Bốn là cái trụ này nó hơi phình. Năm là cái mũi ngắn. Như vậy khi mình chỉnh lại cái hình này á, mũi này á, nó tụt cái sống này, đúng không? Nó nghiêng, mình chỉnh thẳng lại. Đúng không? Cái đầu mũi hơi lộ, mình làm cho hết lộ, nhỏ lại và tròn và kính lại. Như vậy cái mũi mình chia làm 2 phần 2/3 trên, mình chỉnh thẳng lại đổi sống, còn 1/3 dưới là chỉnh hình cấu trúc của đầu mũi lại bằng sụn từ thân là sụn mũi em, sụn mũi tức là sụn mũi ngang và sụn tai. Hiện tại nhìn qua mặt này cái mũi bị hít vương lên, thấy không, nó bóng, mình làm xong chỉnh lại nó vừa không thì ok. Không, cái này mình mổ tiền mê, tức là mình cho ngủ lơ mơ chút xíu xong mình tiêm thuốc nhẹ thôi, sau khi mổ xong thì mình sẽ nghỉ ngơi khoảng tiếng làm về. Rồi cái mũi của em theo bác thì bác làm theo cái nó có cái khuôn mặt hả? Ý là độ cao thấp này kia. Bây giờ nên nhìn nè, độ cao bao nhiêu là hợp lý? Thứ nhất nó phải thuộc một là nó phải hài hòa gương mặt mình. Yeah. Hai là da mình bị mỏng hay không, đúng không? Yeah. Nếu da mình quá mỏng thì cao không an toàn. Yeah. Đó, cho nên và cái sở thích của em nữa, nhưng mà mũi em đó thì tự nhiên chỗ này bị đục sống lên chút xíu, cái đầu mũi bị nhích lên thì đừng cho nhích lên, bạn kín lại, đúng không? Dạ. Thì cái đó là bác sĩ phải đánh giá. Vậy khi làm một cái phẫu thuật thẩm mỹ nào thì có 2 yếu tố, một là sở thích của bệnh nhân. Dạ. Và cái ý tưởng bác sĩ nhìn nhận, nhưng mà nó phải hòa hợp với nhau, chứ bạn muốn cao mà da không cao không đủ thì nguy hiểm. Dạ, em muốn cao. Cái thời sinh viên lâu nổi thì đi làm ở cái phòng khám, cái thẩm mỹ viện đó là quận 1. Xong mà lúc đầu em làm thì nó không có lành. Nó tự nhiên nó sưng nhất, xong rồi đi lên là bác nghe nó là nhiễm trùng gì đó, xong rồi bác tiêm thuốc cho khô, xong rồi lấy cái sụn đó ra làm lại cái sụn mới cho em. Thì 2 năm sau là em thấy về nhà là cũng không vừa ý rồi. Như vậy là 3 lần mổ rồi đó. Dạ là 3 lần đó. Ừ. Rồi đến bây giờ 3 lần mổ. 3 lần mà lần nào cũng chỗ này xấu. Tại vì bây giờ mổ mũi á thì nó sẽ ảnh hưởng cái vách ngăn, nó sinh phù nề hơi ngặt mũi chút xíu. Dạ. Đó. Và sau ấy mổ xong á là phải ngủ ăn cho ngon. Tâm lý em cũng vấn đề nữa, cuộc sống tâm lý có nhiều vấn đề lắm. Dạ. Vậy mình phải giải tỏa stress cho nữa thì sắc đẹp mình không phải đẹp từ bên ngoài đến bên trong nữa, mà bên trong em là em có rối loạn về tâm sinh lý, cuộc sống làm cho người em nó nhiều vấn đề nha. Thôi yên tâm, làm cho đẹp nha. Dạ, rồi. Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để một like và nhấn đăng ký kênh để giúp chúng tôi sáng tạo thêm nhiều video thú vị hơn. Xin cảm ơn.